Bánh mì kebab, bánh mì Thổ Nhĩ Kỳ là loại bánh mì nổi tiếng trên thế giới, được rất nhiều người yêu thích. Điều đặc biệt nhất của bánh mì kebab là cây thịt nướng được quay tròn thơm phức, được cắt nhỏ và cho vào ổ bánh mì với nhiều hình dáng khác nhau. Bí quyết của bánh mì kebab là ướp thịt, sản xuất vỏ bánh mì và mayonnaise để tạo ra ổ bánh mì kebab thơm ngon và hấp dẫn. Tại Việt Nam, bánh mì kebab đã được du nhập hơn 10 năm và đang thịnh hành trong những năm gần đây, được các bạn trẻ rất yêu thích. Nhiều xe bánh mì kebab rất thành công và rất đông khách. Tại Nespay, thầy Y đã nghiên cứu thành công công nghệ sản xuất bánh mì kebab. Vợ chồng anh Bộ đến từ Bình Dương, anh chị đang có kế hoạch kinh doanh chuỗi bánh mì kebab và đã tìm đến thầy Y để học bí quyết sản xuất và kinh doanh bánh mì kebab. Vâng, xin chào tất cả mọi người. Mình tên là Bộ, mình quê mình thì ở Nghệ An, nhưng hiện tại thì mình đang sinh sống ở Bình Dương. Hôm nay mình có dịp tìm hiểu và rất là ưa thích cái món bánh mì kebab của Thổ Nhĩ Kỳ, thì mình đã tìm đến thầy Y. Thì hôm nay được thầy giảng dạy cho về môn làm bánh mì kebab. Ở một ngày cuối tháng 3 2023 thì vợ chồng Bộ từ Bình Dương tìm đến thầy học cái nghề mà bánh mì kebab. Đây một loại bánh mì của Thổ Nhĩ Kỳ rất là nổi tiếng đó, và lan tỏa ra cả thế giới, thì trong đó có Việt Nam. Thì bánh mì Thổ Nhĩ Kỳ phải nói là kebab rất là được giới trẻ rất là yêu thích đó, và cái cơ hội kinh doanh cái nghề này rất là lớn. Thầy đã nghiên cứu món này rất là lâu và triển khai giảng dạy rất nhiều bạn và kinh doanh rất thành công. Anh chị đã được thầy Y hướng dẫn cách sản xuất vỏ bánh mì kebab để đạt được độ thơm, vỏ giòn với hương vị ngon đặc trưng của kebab. Để làm ra cái bánh mì kebab phải nói là từ cái khâu nướng thịt, đã từ cái thịt nước, chọn lựa nguyên liệu, rồi cắt giác ra, giác từng miếng, rồi ướp làm sốt để ướp thịt. Là ướp làm sao mà cái thịt nó mềm ha, mềm và nó có cái màu hồng, khi nướng lên có màu hồng rất là thơm. Đó là một cái bí quyết rất là đặc biệt cái loại thịt kebab. Cách chọn thịt, kỹ thuật lạng thịt được thầy Y hướng dẫn rất tỉ mỉ, cùng với bí quyết làm sốt ướp thịt, kỹ thuật ghim thịt và đóng gói, bảo quản đông những cây thịt kebab theo phương pháp sản xuất công nghiệp. Thịt nướng kebab được sản xuất và đưa vào những cây nướng thịt lớn. Khi nướng rất thơm, với hương vị thấm đều, thịt mềm và dai giòn. Đó là bí quyết rất khó để sản xuất ra những cây thịt kebab ngon như vậy. Những cây thịt sản xuất ra phải đảm bảo tươi ngon, đậm hương vị Âu và có thể bảo quản sử dụng cho nhiều ngày. Thầy trong quá trình giảng cho mình thì mình thấy cũng rất là nhiệt tình, từ khâu chọn nguyên liệu tới rồi hướng dẫn về cách pha, công thức, những cái công bí quyết mà làm được một cái bánh ngon nhất, rồi cho đến cách bảo quản, rồi là như thế nào để cho nó an toàn về vệ sinh thực phẩm, rồi là cách lựa chọn máy móc như thế nào. Đấy. Thì trong quá trình học thì mình cũng thấy là mình đã ghi nhận được rất là nhiều. Cách sản xuất mayonnaise đã được thầy Y truyền dạy, cách đánh trứng, cách chăm dầu và phủ da để có mayonnaise có vị béo và thơm ngon. Đặc biệt, thầy Y còn hướng dẫn anh chị cách sáng tạo hương vị riêng cho hệ thống bánh mì khi đưa vào kinh doanh. Cách làm sốt salad ăn kèm rất đặc biệt cũng đã được thầy Y chia sẻ. Cách bố trí, chuẩn bị bán hàng, cách nướng thịt, cắt thịt, cách đóng gói những ổ bánh mì kebab thơm ngon đặc biệt là những công đoạn quan trọng đã được thầy Y truyền dạy. Cái mayonnaise, đánh mayonnaise từ trứng và dầu, cách đánh và cách pha chế ra một loại mayonnaise đặc biệt để dành cho kebab. Chuẩn bị những cái rau củ như là cái sốt để đưa vào salad. Đó, rồi hướng dẫn cách nướng thịt, cách bảo quản cái những cây thịt, sản xuất ra những cây thịt. Đó, rồi bảo quản rồi cũng như là đem ra nướng, đó rất quan trọng. Nướng rồi cách cắt
bào cái thịt ha, thịt nướng rồi cách vào ổ bánh mì kimbap, tạo nhiều cái ổ bánh mì nó thơm ngon mà nóng và đẳng cấp, nằm ở cái thịt nướng và các loại ăn kèm, đó là mayonnaise và cũng như là sốt của salad đó. Thì đây là một cái nghề phải nói là rất là hấp dẫn và nó tìm nhiều tiềm năng, và đây là món ăn rất được giới trẻ yêu thích. Thực ra là cái khác biệt của ở đây của thầy là cái công thức về cái cách ướp, về cách pha cái sốt, thì mình ăn có sự khác biệt hoàn toàn với lại những cái bánh mì trước đây mình đã từng ăn đó, thì cảm giác thì rất là vui và rất là ngon. Thì qua đây cũng xin cảm ơn thầy cũng như là trung tâm đã cho mình một cái cơ hội để mình học được một cái món bánh mà gọi là đặc sản của Thổ Nhĩ Kỳ, mà cái hương vị rất là châu Âu, mà cũng lần đầu tiên là mình thấy là hương vị, cảm nhận hương vị là châu Âu luôn á. Đấy, rất là ngon. Xin chân thành cảm ơn. Mô hình bánh mì kimbap thực sự là mô hình kinh doanh rất nhiều tiềm năng, ít tốn tiền thuê mặt bằng nhưng công ích, dễ dàng kinh doanh qua mạng. Đây sẽ là cơ hội kinh doanh cho nhiều người trong giai đoạn kinh tế gặp nhiều khó khăn.